Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, Thiện Hiện nên biết các đại Bồ Tát nên đối với nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa này suy tư chắc chắn, kỹ càng và nghĩ: Này ta nên như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà trụ, này ta nên như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà học. Thiện Hiện nên biết đại Bồ Tát nào có thể đối với nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa này suy tư chắc chắn, kỹ càng như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà trụ, như bát nhã ba la mật đa sâu xa đã dạy mà học. Đại Bồ Tát này do nương vào bát nhã ba la mật đa sâu xa này suy tư